chào các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với chương trình sinh học lớp 6. Như các em đã biết, mỗi loài trong giới thực vật đều có những nét đặc trưng về hình dạng, cấu tạo, kích thước và nơi sống khác nhau. Và tập hợp tất cả các loài thực vật với cái nét đặc trưng của chúng thì tạo nên sự đa dạng của giới thực vật. Vậy, thế nào là sự đa dạng của giới thực vật và cần phải bảo vệ sự đa dạng của thực vật như thế nào? Vì đấy chính là cái nội dung của bài ngày hôm nay của chúng ta, bài 49, bảo vệ sự đa dạng của giới thực vật. Vậy thì trước tiên chúng ta hãy đi tìm hiểu phần thứ nhất, thế nào là sự đa dạng của giới thực vật. Vậy thì dựa vào cái thông tin trong sách giáo khoa trang 157 thì chúng ta có thể phát biểu cái khái niệm sự đa dạng của giới thực vật là gì? Đa dạng của thực vật chính là sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng. Vậy thì qua đây chúng ta thấy rằng là sự đa dạng của thực vật được thể hiện ở hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là được thể hiện thông qua số lượng các loài và số cá thể của mỗi loài. Và cái đặc trưng thứ hai đó chính là sự đa dạng của môi trường sống của chúng. Thì ở đây thì chúng ta có thể phân tích hai cái đặc trưng này như sau. Thứ nhất là cái đặc trưng thứ nhất là về số lượng các loài. Thế thì như chúng ta thấy rằng là sự phong phú về số lượng các loài thực vật thì được thể hiện ở các ngành, các lớp thực vật khác nhau. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là có rất nhiều ngành thực vật như rêu, quýt, hoặc là hạt trần, hạt kín, hoặc tảo. Ngoài ra thì trong mỗi loài thì lại có số lượng cá thể rất là lớn. Đó, vậy là qua đây chúng ta đã thấy cái sự phong phú và đa dạng của giới thực vật rồi. Ngoài ra thì các loài thực vật thì do sống ở các môi trường khác nhau, vì vậy là đã tạo nên cái sự đa dạng trong môi trường sống của chúng. Ví dụ như chúng ta có thể thấy một số loài thực vật ở biển sâu hoặc ở một số vùng núi cao, chúng ta cũng có thể thấy rất nhiều loài thực vật. Hoặc như ở nơi khô hạn, chúng ta cũng có thấy có thực vật sinh sống. Vậy là thông qua hai cái đặc trưng trên thì chúng ta có thể rút ra được là thực vật rất là phong phú và đa dạng. Vậy thì tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2 nhỏ, tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam. Thì theo nghiên cứu thì người ta cho rằng Việt Nam có tính đa dạng rất cao về thực vật. Vậy thì căn cứ vào những cái chỉ tiêu nào mà người ta có thể xét cái độ đa dạng của thực vật? Thế thì căn cứ vào các chỉ tiêu mà như ở phần 1 chúng ta đã nói, đó là chỉ tiêu thứ nhất, đó là số lượng các loài và số cá thể trong một loài. Và chỉ tiêu thứ hai đó là sự đa dạng về môi trường sống của loài đó. Thế thì theo các nhà thực vật học của Việt Nam nghiên cứu thì người ta đã cho rằng Việt Nam có tính đa dạng rất cao và được thể hiện ở các số liệu sau. Số liệu thứ nhất đó là người ta đã nghiên cứu và cho rằng là số lượng các loài thực vật có mạch như là quýt, hạt trần, hạt kín có tới trên 12.000 loài. Và riêng ngành rêu và tảo thì cũng có tới 1.500 loài. Rất nhiều loài có giá trị kinh tế và có giá trị khoa học. Ngoài ra, môi trường sống của các loài thực vật thì cũng rất là phong phú. Ví dụ như ở dưới nước, ví dụ như ao, hồ, sông hoặc là ở biển. Môi trường trên cạn thì từ bờ biển đến những cái vùng núi cao thì cũng có thực vật sinh sống. Hoặc là những cái môi trường như là đới lạnh hoặc là môi trường đới nóng, nơi có khí hậu rất là khắc nghiệt thì chúng ta cũng thấy rằng là có một số loài thực vật có thể sinh sống ở đây. Thế thì do cái sự phong phú về môi trường sống như vậy đã tạo nên nhiều cái sinh cảnh khác nhau của thực vật. Vậy là qua đây chúng ta thấy rằng là cái sự đa dạng
của các loài thực vật ở Việt Nam là rất là cao đúng không các em? Vậy thì hiện nay cái tính đa dạng thực vật ở Việt Nam đang trong cái tình trạng như thế nào? Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam. Các em có biết là ở Việt Nam trung bình mỗi năm có tới 100.000 đến 200.000 hecta rừng nhiệt đới bị biến mất. Và khi rừng nhiệt đới bị biến mất này thì cũng đồng nghĩa với việc đó là nhiều loài thực vật bị biến mất. Vậy thì khi nhiều loài thực vật bị biến mất như thế thì dẫn đến cái tính suy giảm sẽ dẫn đến là cái hiện tượng đó là làm suy giảm cái tính đa dạng của thực vật Việt Nam. Vậy thì nguyên nhân do đâu mà hiện nay sự đa dạng thực vật ở Việt Nam của chúng ta lại bị suy giảm? Thế thì cái nguyên nhân mà chúng ta có thể thấy được đó là nhiều loài cây có giá trị kinh tế đã bị con người khai thác bừa bãi. Đồng thời cùng với sự tàn phá lan tràn các khu rừng để phục vụ cho nhu cầu đời sống con người, dẫn đến là cái sự đa dạng của các loài thực vật là bị thu hẹp lại. Đó. Thế còn tiếp theo. Với các nguyên nhân mà gây suy giảm tính đa dạng của thực vật Việt Nam thì sẽ gây ra những cái hậu quả gì? Thế thì cái hậu quả đầu tiên chúng ta có thể thấy được đó là nhiều loại cây sẽ bị giảm đáng kể về số lượng và môi trường sống của chúng thì sẽ bị thu hẹp hoặc có thể sẽ bị mất đi. Nhiều loài sẽ trở nên hiếm hơn, thậm chí một số loài còn có nguy cơ bị tiêu diệt. Chính vì vậy mà hiện nay do sự suy giảm của thực vật như vậy, vì vậy mà một số loài thực vật đã được xếp vào cái danh sách là thực vật quý hiếm cần được bảo tồn. Vậy thì qua cái thông tin này thì chúng ta cho cô biết là thế nào là thực vật quý hiếm. Thế thì thực vật quý hiếm thì chúng ta có thể thấy được rằng là đây là những cái loài thực vật có giá trị về mặt này hoặc mặt khác và chúng có xu hướng ngày càng ít đi do bị khai thác quá mức thì người ta xếp những cái thực vật đó là thực vật quý hiếm. Vậy thì ở nước ta có những cái loài thực vật quý hiếm nào các em? À, chúng ta có thể kể được một số cái loài thực vật quý hiếm như sau. Theo thống kê thì chúng ta có được khoảng 300 loài thực vật quý hiếm ở Việt Nam. Ví dụ như cây trắc hoặc cây tam thất. Cây trắc là một loài cây gỗ to, cao từ 25 đến 30 mét, mọc trong rừng rậm nhiệt đới từ Quảng Nam đến Đồng Nai và Kiên Giang. Đây là một loài cây cho gỗ quý, thớ mịn, vân đẹp và không hề bị mối mọt, dùng để đóng đồ đạc cao cấp ví dụ như sa lông, sập gụ, đồ chạm khảm. Và hiện nay thì cái loài cây trắc này đã bị thu hẹp cả về số lượng lẫn cái khu vực sống của nó. Thì chúng ta có thể quan sát rõ hơn cái đặc điểm của cây trắc chính là ở hình 49.1. Đây là cây trắc các em ạ. Thế thì tiếp theo một cái loài thực vật quý hiếm nữa đó là cây tam thất. Và cây tam thất này có đặc điểm là đây là một cái loại cỏ lâu năm có thân rễ hình củ. Đó, các em có thể quan sát ở trong hình 49.2, đây là cây tam thất. Cây này thường mọc rải rác ở các tán rừng rậm ở vùng núi cao như Sapa, Lào Cai. Và đây là một loài cây thuốc quý được ưa chuộng vì củ của nó có tác dụng là bổ máu, tăng hồng cầu, tăng lực, chữa cầm máu, thổ huyết và nhiều bệnh khác. Loài cây này vốn đang bị khai thác mạnh vì là nó là một cây thuốc quý cho nên chúng có nguy cơ bị tuyệt chủng rất là cao. Vậy
Vậy thì ngoài cây trắc và cây tam thất thì em hãy kể thêm một vài loài cây quý hiếm mà em biết. Thế thì chúng ta có thể kể thêm một số cái loài thực vật quý hiếm khác, ví dụ như là loài thông đỏ hoặc là cây mun hoặc là hoàng đàn. Đó, thì cô có thể giúp chúng ta là kể thêm một số loài thực vật quý hiếm như sau, ví dụ như là thông đỏ hoặc là cây mun, hoàng đàn hoặc là loài thông tre hoặc là thông hai lá. Hoặc là cây gõ đỏ. Đây là một số cái loài thực vật mà cũng được xét là những cái thực vật quý hiếm. Vậy thì trên cái cơ sở cái sự suy giảm của đa dạng sinh học thực vật của Việt Nam của chúng ta hiện nay như vậy thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp nào để bảo vệ sự đa dạng của thực vật? Chúng ta cũng sẽ cùng chuyển sang cái phần 3. Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật. Vậy thì em hãy đề ra các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật. Thế thì dựa vào sự hiểu biết của em và cái thông tin trong sách giáo khoa trang 158-159 thì chúng ta có thể đề ra được các biện pháp để bảo vệ sự đa dạng thực vật như sau. Biện pháp thứ nhất đó là ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật. Biện pháp thứ hai đó là hạn chế khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng các cá thể của loài thực vật. Biện pháp thứ ba đó là xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia hoặc các khu bảo tồn để bảo vệ các loài thực vật, trong đó có các loài thực vật quý hiếm. Và biện pháp thứ tư đó là cấm buôn bán xuất khẩu các loài quý hiếm đặc biệt. Và biện pháp cuối cùng đó là chúng ta cùng tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng. Đó là các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật. Vậy thì bản thân em là một học sinh thì chúng ta có thể làm gì để bảo vệ sự đa dạng của thực vật? Đây, các em hãy đề ra các biện pháp mà chúng ta có thể làm được để giúp bảo vệ sự đa dạng của thực vật như sau. Biện pháp thứ nhất là các em sẽ tuyên truyền không chặt phá rừng. Và biện pháp thứ hai đó là tích cực tham gia trồng rừng. Ngoài ra thì các em có thể làm được một số cái việc làm, ví dụ như là bảo vệ môi trường sống của cây. Vân vân. Hoặc là các em có thể tham gia các cái hoạt động như là trồng cây gây rừng, không bẻ cành cây và còn tuyên truyền tới mọi người đến cái lợi ích của thực vật đối với đời sống tự nhiên và đời sống con người. Vậy là trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta cần phải nắm được những cái nội dung như sau. Nội dung thứ nhất đó là thế nào là sự đa dạng của thực vật. Và sự đa dạng này thì được biểu thị ở những cái đặc trưng nào? Thì trong đó sẽ có hai cái đặc trưng quan trọng nhất, đó là số lượng các loài và số lượng các cá thể trong một loài. Đặc trưng thứ hai đó là được thể hiện ở môi trường sống tự nhiên của chúng rất là đa dạng. Đó. Và thứ hai đó là cái sự đa dạng về thực vật ở Việt Nam thì rất là cao.
trong đó có rất nhiều loài cây có giá trị cao thì nhưng đang bị giảm sút. Chính vì thế mà chúng ta cần phải có cái biện pháp bảo vệ sự đa dạng thực vật nói chung cũng như các thực vật quý hiếm nói riêng. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Câu hỏi thứ nhất, nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút? Thế thì cái nguyên nhân mà giúp mà làm cho cái thực vật ở Việt Nam bị giảm sút thì chúng ta thấy rằng là chính vì do các thực vật ở Việt Nam có giá trị rất là cao cả về kinh tế lẫn làm thuốc quý, thế cho nên những cái thực vật này đang bị khai thác, con người khai thác rất nhiều. Đồng thời thì cái việc mà đốt nương làm rẫy cũng như là khai thác rừng bừa bãi đã làm cho cái sự đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút. Câu hỏi thứ hai, thế nào là thực vật quý hiếm? Thế thì cái thực vật, khái niệm thực vật quý hiếm này chính là cái nội dung câu hỏi này, thì chính là cái ở cái nội dung thứ hai trong sách giáo khoa. Thì cô có thể hướng dẫn các em trả lời như sau. Thực vật quý hiếm là những loài thực vật có giá trị về nhiều mặt nhưng có số lượng thì ngày càng một ít đi do khai thác quá mức. Thì chúng ta có thể lấy một số cái ví dụ như là cây trắc, cây tam thất, hoặc là cây thông đỏ, hoặc là cây gỗ mun. Câu hỏi số 3, cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam? Vậy thì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam thì chính là cái nội dung phần 3 nhỏ trong sách giáo khoa, đó là các biện pháp bảo vệ sự đa dạng thực vật ở Việt Nam. Vậy thì cô có thể nhắc lại cho chúng ta một số biện pháp như sau. Biện pháp thứ nhất đó là ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật. Biện pháp thứ hai đó là hạn chế khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng các cá thể của loài. Biện pháp thứ ba đó là xây dựng các vườn quốc gia, vườn thực vật để bảo tồn các loài thực vật quý hiếm đó. Biện pháp thứ tư đó là cấm buôn bán, xuất khẩu các loài quý hiếm và đặc biệt. Tiếp theo là tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng. Vậy là nội dung bài học của chúng ta đến kết thúc tại đây. Các em tiếp tục sẽ nghiên cứu cho cô cái tình hình sự đa dạng thực vật ở Việt Nam hiện nay như thế nào, và từ đó các em sẽ tự rút ra cho mình cái các biện pháp có thể làm tăng cái tính đa dạng của thực vật ở môi trường xung quanh của chúng ta. Bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Cô xin chào tạm biệt các em.